Hello mọi người ơi, Ken đang ở trong Home Depot, khu vực mà làm hàng rào á mọi người, để kiếm mua mấy cái cột với về đóng làm lại cái dàn bầu với mướp. Nhiều đồ quá đây. Đây nè nha cả nhà ơi, mình sẽ mua những cái cây này nè mọi người. Cây này dài cũng phải 10 feet. Mình sẽ làm năm nay Ken làm lại cái hàng rào cho nó cao lên á, cái dàn mướp. Năm ngoái mình làm, mình trồng một mùa xong mà nó không có đủ. Mướp với bầu nó leo quá xá leo. Cho nên năm nay Ken sẽ làm lại bự hơn. Bây giờ Ken mua vật liệu đầy đủ. Xong về nhà Ken sẽ quay tiếp cho mọi người coi nha. Đây mọi người ơi, thì Ken đã mua xong đủ vật dụng để làm lại cái dàn mướp nhà mình rồi. Thì đây cái dàn mướp năm ngoái Ken làm nè mọi người. Nó chắc nhưng mà nó hơi nhỏ. Mình cứ tưởng là vừa, thực sự là bầu với mướp không có vừa. Nó bự lắm, nó leo dữ lắm mọi người. Cái này là cao 5 feet mà mình bắt nó ngang hơn 20 feet luôn qua cái hàng rào nhà mình luôn mà vẫn không đủ để cho tụi bầu mướp nó leo nữa. Cho năm nay mình sẽ làm lại. Thì mọi người vào cái khu vực làm có vật dụng cung cấp cho làm hàng rào fence mọi người của Home Depot, mọi người sẽ thấy những cái vật dụng Ken mình cần để làm lại cái dàn ha. Thì cái thanh sắt này nè, nó dài 8 feet và nó mập, hơi mập chút xíu, hình như là 1 inch 5/8 inch nữa, thì là nó dài 18 feet. Cái thanh này là 28 đô, thì mình sẽ dùng 4 thanh này làm cái trụ, cái cột đứng đó mọi người nha. Còn cái sàn ngang mình sẽ dùng cái cây nè, cây nó sẽ ốm hơn chút xíu và nó dài 10 feet, thì mình mua 4 cây để mình nói là thành hai cái sàn ngang, mỗi sàn ngang dài 20 feet nha mọi người. Đó, làm dài luôn, thanh như vậy cỡ 21 đô. Và trên cái cột đứng á, mình sẽ gắn cái khác vô nè mọi người. Có cái lỗ mình gắn nó vào, cái sàn ngang sẽ chui qua lòn qua nha. Đó thì là nó sẽ giữ lại. Thì sơ bộ như vậy, rồi xong mình đào 4 cái lỗ để mình cắm 4 cái trụ đứng á. Thì mỗi cái lỗ sẽ sâu có 1 foot. Thì trên mặt đất cắm này xuống á thì ở cao trên mặt đất là khoảng 7 feet nha mọi người. Đó là tính sơ lược là cái dàn mướp mới của mình sẽ cao 7 feet và ngang là 20 feet. Rồi bây giờ Ken bắt đầu sẽ dùng máy đào lỗ nha mọi người. Cũng hên là Ken có anh bạn có cái máy đào lỗ đó mọi người, thì nó chạy bằng xăng. Mình dùng mình đào 4 cái lỗ trong vòng 5 phút là xong rồi, thay vì phải dùng cuốc xẻng đào rất là cực ha. Giờ thì mình cho cái cột vào lỗ nha mọi người. Thì mình đã vẽ sẵn, mình đo 1 foot á, mình vẽ một vạch để make sure là mình bỏ cột xuống đất á, là cỡ 1 foot sâu. Và sau đó thì mình sẽ lấy đất đắp vào góc nó lại, mình ém đất cho chặt để giữ cái góc cho nó cứng và không có bị nghiêng nha mọi người. Thực ra thì mình cũng có thể dùng xi măng là cái concrete mix đó, mình đổ vào góc để mình giữ cho nó chắc cứng luôn. Nhưng mà Ken không muốn đổ xi măng vào sân cỏ nhà Ken, cho nên mình chỉ dùng đất với đá mình ém lại thì Ken nghĩ cũng ok lắm rồi. Và đây là cái cáp mình sẽ dùng keo để dán chặt vào trên 4 cái đầu cột nha mọi người. Chút nữa mình sẽ bắt hai cái sàn ngang đi qua. Và đây là những thanh sắt mình dùng làm sàn ngang nha mọi người. Thì hai đầu nó sẽ có một đầu nhỏ, mình sẽ luồn nó vào và mình dùng keo dán sắt để dán chặt nó lại. Và đây là cái sàn ngang dài 20 feet sau khi mình nối nó lại nha cả nhà. Đó thì mình phải cần hai người để bắt nó lên, đúc nó qua hai cái lỗ của hai cái cột đứng. Dễ dàng không? Trời bị ngu. Rồi. Biết là thôi. Đây này, ha. Cái chân nó đủ chắc. Và đây là mình làm xong cái khung cho cái dàn mướp nha mọi người. Đó, 4 cây cột với lại hai cái sàn ngang 20 feet nha mọi người. Thì tuần sau, trong video sau mình sẽ làm, mình mua cái miếng lưới kẽm mọi người. Cái kẽm này ở Home Depot Hello thì nó khá là mỏng, nó không có đủ sức ha. Như mình nói cái này thì trồng dưa leo cũ qua thì ok. Chứ bầu với mướp bự nó rất là nặng, không có đủ sức. Thì mình sẽ mua cái cattle panel ở Tractor Supply đó mọi người. Đó, tuần sau mình sẽ chạy xe đi mua, mình sẽ làm và quay video sau. Cảm ơn mọi người đã coi video này của Ken nha. Sẵn đây khoe mấy hàng rau nữa mọi người. Cải bẹ xanh đây nè, với cải ngọt nè,
dưới từng ô nè. Còn trong đây là hai cây bầu mình đã trồng xuống nè mọi người, hai cây bầu. Bên đây là zucchini, hai cây zucchini. Đây là ba cây mướp của mình ở đây đó, trồng y chang năm ngoái vậy đó. Thì mình trồng cả bể xanh ở dưới này á, mình sẽ thu hoạch xong rồi khi đó mướp nó lên, bầu lên á thì nó sẽ che nắng thì không sao, mình tới lúc đó mình ăn xong rồi thì không ảnh hưởng. Ok, tạm biệt mọi người nhé, bye bye.